mới đầu chơi. Cảm ơn. Cảm ơn nha điều bà. Dạ mình, dạ mình vô hè mình vui thử nha. Dạ. Hai thùng đồ chơi các bạn ơi, mẹ mình mới mua cho mình đó. Để vui xem coi ạ. Và cách mình chỉ cắt cho các bạn cho cô nha. Ê. Thôi. Cái nhà có. Rồi ừ, thôi thì đẹp ha. Dạ. Hello cả nhà, hôm nay là ngày mới, bây giờ mình đi nhận hàng Lazada nữa cả nhà ơi. Bây giờ mình nhận hàng xong rồi, giờ sẽ vô khui hàng cho mọi người xem nha. Nè con. Mẹ cái này rụng gỗ rồi. Vậy hả? Cắt này trước đi. Ok. Cắt nào rụng gỗ cắt. Bị rách. Ơi. Có gì? À, có một cái ổ khóa. Hai cái đồ cột tóc, con bướm, cầu vòng. Xinh không bơ? Dạ, xinh bơ. Xinh quá ha. Bơ, cặp bên mơ bơ bóng. Dạ, ăn gì? Cặp bên mơ bơ bóng. Có tăng. Bỏ cá, bơ bóng. Rồi, bà đó là cái kệ. Bà cá, kệ em đi. Bỏ đường chơi mẹ ơi, trong đây. Bà cá, bì bì. Nó lại gì? Bà cá. Chắc đồ chơi á. Mẹ chắc. Ăn vô cả nhà. Ăn cho chồng, trí chồng. Ừ, ăn bắp đen, ăn rau câu, thạch trái cây. Ừ, thạch trái cây, thạch xoài. Mẹ, cái này không phải đồ chơi. Mẹ, quá đẹp. Không phải đồ chơi, mẹ ơi, cái này. Không phải đồ chơi à? Đây là ba gói sốt thịt nướng, vậy là... Cái này chắc... À, đúng rồi đây. Thôi tiếp đơn này. Tiếp đơn này đồ chơi nè. Này là sốt ướp thịt nướng, thịt ram, đồ ăn rất là ngon cả nhà. Ổ khóa chống nước nè. Chống nước. Chống rỉ sét nè. Chống rỉ sét tạm mơ. Ừ đúng rồi, trời mưa. Cảm ơn, hồi nãy xíu chấm bổ, cảm ơn rồi. Rồi được hả Miên? Rồi bỏ kéo xuống. Một cái kệ hình chữ nhật. Bye bye. Wow. Một chiếc máy bay được chơi mà có đèn nha cả nhà. Có đèn nha. Được chơi đâu, được chơi ba cuốn sách, đồ chơi tô màu, thần kỳ, bút thần kỳ và một cái một cặp đồ tóc bướm bướm màu hồng. Ơi cây, hai cái này để dặn đi, hai cái này để dặn đi. Đây đây, review cho mọi người xem đi. Dạ, yeah, giờ mình thua cái này để mình con nha. Okay. Bánh kem cái đó. Đây bánh kem nè, sách bánh kem sinh nhật. Đây là sách ta con vật. Con vật đẹp lắm. Lưu sở thú. Magic tô màu và nước thần kỳ cả nhà. Nước thần kỳ. Có cây bút thần kỳ nè, mình tô màu. À gì à, giờ mình giờ mình đây mình... là chữ cái ABC nè, 1 2 3 đúng không? Ha Hân à. À. Bây giờ mình phải đổ nước. À đổ nước vô. Ồ, em mình biết luôn đó, nó coi tivi á cả nhà, coi tivi nên rành lắm. Mở nắp ra giờ mình đi đổ nước. Đổ ướt. Đổ thời không hồng. Rồi nắp. Em không biết vẽ đâu. Đây chị Hai đang vặn nắp cái bút lại ra nha. Để thử tô màu sao nha cả nhà. Anh đi bút thần kỳ. Mình chỉ cần đổ nước vô cây bút rồi mình tô là cái hình này nè nó sẽ hiện ra nè cả nhà. Rồi mình để nó khô thì nó sẽ mất cái hình đó. Mình chỉ dùng cái bút có nước là nó sẽ hiện cái hình lên rõ ràng nha cả nhà. Đây là đại nắp không biết nữa, nãy con mở ra làm sao để thôi vậy, không có mấy trang là một sao không ra được chưa. Dạ 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 mình coi thử coi trang này mở ra hình nha. Wow đó ai tô hình ABC kìa con, ở ngoài đâu có gì đâu tô phải không.
Con mèo. À, cây bút bằng tì màu nước nó sẽ lên cái hình rõ ràng đẹp thấy ở nhà. Thì chưa tô được đâu con, phải bỏ nước vô mới tô được. Nè, nè. Đó. Không muốn viết được, bỏ nước vô mới cô được. Nè, con nãy giờ con đổ nước. Cái này mình đổ nước phải cẩn thận, cô cẩn thận. Nhỏ nước cho ba đi mẹ. Nếu mình đem đi phơi nắng á, nó sẽ hư càng hơn hết nha cả nhà. À, tàn hình rồi cái mình tô là nó hiện lên nữa. Giờ mình cô cho các bạn coi nha. Cái này quạt cho mấy đứa quạt cũng được. Quạt cái ra nè. Bút thì đi mẹ. Ủa, ít nước quá, mẹ bỏ ít nước quá. Cô bơ ít nước quá tô chưa được. Thầy ơi, coi bảo nè. Đó, mình đổ xíu nước vô cây bút rồi mình tô màu thì cái hình nó sẽ hiện ra nha cả nhà. Và khi mà cái quyển sách nó khô lại thì nó sẽ ẩn lại, đúng không Nhìn? Nó đúng sẽ rồi. Gì tàn hình biến mất. Cho cả nhà coi nha. Ô. Đây là quyển sách ABC nè. ABC D E F G. Rồi, đây quyển sách có con vật, còn đây là quyển sách sinh nhật bánh kem. Giờ mình để năm con coi mình là để 5 phút đó nó mới hồ. Giờ mình rồi. qua trang khác. Ai làm gì làm bắp đi ăn hộp trái cây nha cả nhà. Ngon bắp. Ngon quá, thường quá. Chào cả nhà. Ê, cái này ca tắc chỉ nè, đổ nước vô cái quạt quạt. À, hướng dẫn sử dụng á ha. Wow. Kem tô chứ. Dễ sợ. Ờ, mẹ đổ nước quá năm gà, con nãy giờ con đổ nhiều nước. Ừ. Kem tô chứ. Con nhớ sơn rồi dạ. Đó, con nè. Hay quá à. Bơ tô từ từ nha. Tô nhẹ thôi để rách cái quyển sách nha. Nó rách cái giấy á. Nha, tô nhẹ thôi. Đây mình viết rồi coi nó cũng ra. Đây là máy bay cả nhà, máy bay bằng xốp. Đó. Mẹ thấy không cái có đèn nữa cả nhà. Mẹ thấy không cái hình ở trong đây vậy nó ra màu nè, hình ở trong đây. Ừ. À, em bơ đang tô bánh kem sinh nhật nè. Cái này mình coi nhiều lắm, giờ mình sẽ biết mình đổ nước nhiều hơn cái mình quạt nó ra hình. Cái mẹ vẫn nghe nãy giờ đổ nước quá là cô cũng nhiều rõ mẹ. Mẹ mới đổ thêm nước. Thích chơi nữa hả? Em bắt chơi em nghỉ. À, ráp này đi, giờ mình ráp này đi ha. Ok, mình ráp thôi nè. Cô sao mày phải đại nắp lại không nó đổ. À, rồi cho chị hai ráp này mở ra cái nè. Này 230 giá sinh nhật. Nào cho em bắp tôi. Cho em bắp tôi. Em bơ tôi sinh nhật. Rồi, biết ráp ráp luôn không? Con cá heo. Con cá heo hả? À? Không, máy bay á. Con cá heo. Mấy nè, bắp ăn xong rồi hả? Không, cái này là cái đuôi con ơi. Ừ. Ngược rồi đó, ngược lại. Qua ngựa, ừ đúng rồi. Đây hả? Ừ. Mẹ bắt con con khỉ. Bắt con khỉ, đợi xíu rồi để chị hai lắp máy bay cái. Từ từ để gãi cho con. Đây mẹ coi. Đây mẹ coi. Ờ, đây mẹ coi rồi. Cô. Rồi bắp tôi. À, cô đâu? Bắp tôi. Tô nước rồi nè. Tô qua tay phải á con. Cầm tay phải. Tay phải nè các bạn. Ừ. Rồi con tô đi, con lấy quyển sách ABC con tô đi. Mẹ bánh kem cho nụ rồi nè. Tay phải này hả mẹ? Tay phải. Ừ. Rồi bắp tôi. Giờ mình cô. Nè bắp ba tô quyển này nè bắp. Nè này chưa tô nè, con tô đi. Ăn cô. Ừ rồi, con nội con tô. Ơi cô đẻ.
Rồi bắt tôi. Bắt tôi bắt. Wow, ủa nhà. Đó, bắt tôi từ từ thôi nhẹ nha. Nó ra cái hình đó. Wow, đẹp quá. Bút tô màu và cách thuật. Đẹp quá. Đẹp quá. Ừ. Đẹp quá. Tôi thương. Đẹp. Có mùa hè ba bé ở nhà. Ba chị em ở nhà mình nè. Vui quá. Tối này mình cô với cha không coi. Mình đặt hàng mấy cái đồ chơi cho bé chơi cả nhà. Chứ cảm ơn mẹ nha. Ừ, không có gì chứ không ở nhà cũng buồn. 3 tháng hè ở nhà. Mình ở nhà mình có lắp nhỏ quá mình cũng lắp được nha. Lắp Noel á, bữa mẹ mua mấy cái luôn đều lắp được ổn quá ha. Mấy cái ông già Noel người tuyết rồi gì cháu quà đó. Chơi xong rồi. Ủa vậy gắt luôn rồi. Ừ, tôi nhẹ thôi không? Khóc rồi. Ừ, nó bằng giấy á mà tô ướt ướt á. Ờ, đẹp quá. Đẹp quá. Ừ, bắt tô tiếp đi. Tô nhẹ thôi chứ không nó rách giấy á. Chèn cố sắp lớp giấy. Mà Út cầm cái tay à. Đúng rồi, đó, cầm vậy mới đúng đó Út. Ừ, mẹ chỉ cầm đẹp vậy. Đẹp quá. Đẹp quá. Ơi, bắt tô thêm rồi ra cái hình gì đây, bông hoa hả? Con mơ hả? Anh ngôi nhà. Con công bò à? Công bò. Ờ, bắt tên Út bơ đo hình này em bé sinh nhật. Ê, Út ngồi đây để đây là hình sở thú. Đây. Sở thú, con rắn. Ê, con chuột nè. Con rắn. Con chuột. À, con gì đây? Con cô chú viên à. Con hổ nè. Con ngựa nè. Con rắn mà. Con rắn nè. Ừ. Con này hả? Con sâu. Mình nói các bạn nghe là các bạn cô cẩn thận đó nha. Ở trong cẩn thận người ta nói cẩn thận thôi. Nãy giờ em bé bơi gặp tầm hư trang này nè. Đang trang này. Gắt. Đây. Cô cũng ra luôn rồi. À, để cho mình lấy hàng bừa bộn quá mình chưa dọn nữa cả nhà ơi. Mẹ vừa xong. Rồi chơi này không? Chơi thả là thả. Được chơi mới. Quá wow, mẹ chỉ cho có đèn nè. Con rút cái này ra. Con rút ra nhẹ ra. Rồi, không mà con bấm cái nút trên đầu đó. Wow, có đèn rồi. Rồi đi lại trước hả ha. Thế này chơi rộng hả? Ngửa coi, đưa cái đèn lên trên, đưa cái đèn lên cái lưng á, ở trên á, xoay lại, xoay cái đèn lên trên, đúng rồi, rồi, hải qua mẹ, hải hấp dữ à, nè, hãy cao lên cho mẹ nha, đây, mình thấy nha cả nhà, có đèn nè, bữa đêm là sẽ đẹp hơn á ha. Wow, có đèn luôn nha cả nhà. Mà cái đèn này tướng mau hết pin lắm nè. Bà chơi rồi. Nếu tắt thì... Đúng rồi, nếu tắt thì mình gài. Ừ, bấm cái nút này trước nè. Xong rồi cái mình gài lại. Mình giữ cái miếng giấy cứng nhựa này nha cả nhà. Đó, mình gài lại. Nó sẽ tắt pin. Giỏi quá. Ai chị? Con gì đây? Con gì đâu? Ơ ừ, đẹp quá hả? Con bầu à. Con bà hả? Con bà chế con bà. À. Thế mấy con này đẹp quá, con heo nè. À. Con mèo nữa kìa. Mèo. Con bầu à. Con bầu à. Rồi em bé bơ tô bánh sinh nhật. Cái này con chó hả? Con chuột. À con mèo đây nè. Một con chuột. Cô cẩn thận thôi. Một con chuột. Đâu con chuột đâu con chuột chị con nó con đúng không chuột con chuột dở quá con bả dễ càng chuột chứ. Con này con gì vậy con ngựa ngựa ê nếm càng ngựa nếm nè mẹ gặp cho ai đó đặt lên mà con xe nè xe
Đây là thùng. Đây có bông ở đây nè. Đây cô em cũng không sao. Này cô em được. Ơi có con chim. Rồi thôi, buổi khui hàng Lazada ngày hôm nay với gia đình mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Nhớ đăng ký và subscribe cho bộ phim này nha. Cảm ơn cả nhà. Bye bye. Bye. Hẹn gặp lại.